Sang-woo quyết định ở lại nhà của Baek-jun để bảo vệ cô ấy ở cự ly gần. Bạn thân của Baek-jun có thể thấy Sang-woo thích Baek-jun, nhưng Sang-woo không chịu thừa nhận. Anh giải thích là vì mình chạy vội tới đây chỉ là không muốn Baek-jun bị thương. Trước khi đi ngủ, bạn thân đang suy nghĩ cách sắp xếp chỗ ngủ cho cả ba. Sang-woo và Baek-jun cùng nhau bước vào phòng của Baek-jun. Ban đầu người bạn thân muốn Baek-jun ngủ chung với mình, còn Sang-woo thì ngủ ở phòng Baek-jun. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Sao em không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Cô nói đúng đó, hai người muốn ngủ cùng nhau chứ gì? Đêm nay, cả hai đều nghĩ rằng người mình thích đang ở cạnh mình. Sang-woo cảm thấy rất khó ngủ, anh nhặt tờ lịch dưới gầm giường lên xem. Anh nhớ lại lời nói của ông lão trước đây, cuộc đời của một người không có sợi tơ hồng sẽ kết thúc trong bi kịch. Điều này khiến Sang-woo suy nghĩ rất nhiều, đồng thời Baek-jun cũng gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ, người đàn ông bói bài Tarot nói với cô ấy rằng đừng bao giờ buông tay người đàn ông định mệnh của cô đã trao tặng. Nếu cô buông tay anh ấy ra, kết quả là cô sẽ phải đối mặt với cái chết. Baek-jun giật mình tỉnh dậy, dù đó chỉ là giấc mơ nhưng nó vẫn để lại cho cô nỗi sợ hãi dai dẳng. Sáng sớm, Baek-jun gọi Sang-woo thức dậy. Tiếng gõ cửa quen thuộc khiến Sang-woo mơ về mối tình đầu. Cô gái ngồi trước mặt anh, hỏi anh có hối hận vì đã không nhìn cô một cách trìu mến, cười với cô một lần nữa. Sang-woo vô thức rơi nước mắt. Baek-jun ở ngoài không nghe thấy tiếng trả lời. Cô mở cửa bước vào. Cô lặng lẽ nằm bên cạnh Sang-woo, ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông mình thích. Vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khóe mắt Sang-woo. Sang-woo đột nhiên tỉnh giấc, tiếng la hét đã thu hút người bạn thân. Thấy Sang-woo sợ hãi, Baek-jun ôm chặt anh ấy. Trong lúc ăn sáng, bạn thân trêu chọc hai người bọn họ. Đêm đầu tiên của hai người thế nào? Lúc rời đi, Sang-woo dặn Baek-jun, có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi điện cho anh ngay, dù là đêm muộn hay sáng sớm thì cứ gọi. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Sang-woo, Baek-jun vui vẻ mỉm cười, đồng thời lại có thêm một người bị mất tích, đó là một cô gái 20 tuổi. Đối với vụ án của Kogo, vào giờ xảy ra vụ việc người tình của cô ấy đã ở nhà. 30 phút sau thì ông chủ đã chạy trốn khỏi nhà nghỉ. Che-hee ra lệnh cho cảnh sát đến cửa hàng tiện lợi để điều tra. Tình cờ là Sang-woo cũng đang theo dõi người này. Cả hai thành công đưa nghi phạm về đồn cảnh sát. Sau khi điều tra, mới phát hiện người này không liên quan gì đến những vụ mất tích từ hơn 20 năm trước cho đến bây giờ. Lý do ông ta hay bỏ chạy là vì đã mượn tiền từ một kẻ chuyên cho vay nặng lãi, tưởng rằng Sang-woo là người đến đòi nợ. Vụ việc lại trở nên rắc rối. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện bạn thân và Baek-jun cũng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Khi đó Baek-jun đang đợi bạn thân thanh toán hóa đơn. Baek-jun lại một lần nữa đến đồn cảnh sát với tư cách là nhân chứng. Che-hee hỏi cô ấy chi tiết vào thời điểm đó. Baek-jun nhìn Che-hee, cô nhớ lại cái ngày cầu nguyện thứ 1000. Che-hee kéo cô trở lại vách đá và cảnh ở kiếp trước. Baek-jun biết rằng Che-hee chính là người định mệnh của cô, nhưng cô ấy vô thức quay lại nhìn chằm chằm vào Sang-woo. Đúng lúc này, cảnh sát kiểm tra đoạn video về vụ mất tích của Kogo và cô gái mặc áo đỏ. Bọn họ đều tương tác với Baek-jun. Trong video, người đàn ông mặc đồ đen luôn nhìn chằm chằm vào Baek-jun. Cô gái mặc áo đỏ bị hắn ta giết chết, rất có thể là do có sự xuất hiện của Baek-jun. Điều này khiến mọi người dựng tóc gáy. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là nam cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, có một người phụ nữ đã tử vong tại nhà. Người này lần trước cũng ở cùng với Baek-jun, đó là người phụ nữ ở trên xe buýt vào hôm Kogo bị mất tích, nhưng cô ấy đã từ chối đứng ra làm nhân chứng. Vì để biết được dáng vẻ bề ngoài của người đàn ông mặc đồ đen, cảnh sát lại một lần nữa thôi miên Baek-jun. Baek-jun nhớ đi nhớ lại cảnh tượng vào đêm hôm đó, cuối cùng cô cũng nhớ ra người đàn ông đó trông như thế nào. Sau khi kết thúc thôi miên, Sang-woo đưa Baek-jun về nhà. Tâm trạng u ám của Baek-jun dần dần bình tĩnh lại khi cô nhìn tuyết đang rơi trên bầu trời. Sang-woo lo lắng cho sự an toàn của cô và yêu cầu cô mau đi vào trong nhà. Tuy nhiên Baek-jun vẫn cứ ngắm nhìn tuyết rơi. Chính khoảnh khắc này, Sang-woo đột nhiên nhớ đến bóng dáng mối tình đầu. Cả hai đều thể hiện vẻ mặt vui tươi dưới tuyết rơi dày đặc. Baek-jun lấy ra một chiếc khăn quàng cổ và đưa nó cho Sang-woo. Trước đó Sang-woo đã tặng cô một chiếc khăn quàng cổ và nó đã bị dính máu, bởi vì cô đã dùng nó để che cho một chú chó bị thương. Bây giờ cô ấy tự tay đan một chiếc và đeo nó lên người Sang-woo. Dù người định mệnh của cô không phải là Sang-woo, nhưng cô vẫn quyết định chống lại số phận. Rõ ràng là cô có tình cảm với anh ấy. Sẽ thật không công bằng nếu cô thậm chí còn không chịu thử. Những cảm xúc của Sang-woo cuối cùng cũng bộc lộ. Anh ấy không muốn trải qua sự hối tiếc một lần nào nữa. Lúc này anh chỉ muốn ôm chặt người phụ nữ ở trước mặt mình. Thế là anh lao về phía trước và ôm Baek-jun vào lòng. Cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau, hai tâm hồn cô đơn cuối cùng cũng đến được với nhau. Ngày tiếp theo, Che-hee đã sắp xếp thông tin của tất cả nạn nhân lại với nhau, đưa ra các giả định dựa trên dòng thời gian của các sự kiện. Đáng lẽ Baek-jun sớm đã bị giết chết, nhưng kẻ sát nhân đã bỏ qua cô ấy. Sang-woo đến tìm sở trưởng. Anh nghi ngờ hung thủ chính là kẻ sát nhân cách đây hơn 20 năm, và kẻ đó không thể giết chết Baek-jun là bởi vì anh ấy luôn ở bên Baek-jun. Anh nghi ngờ hắn ta đang theo dõi mình. Dựa trên mô tả của Baek-jun, cảnh sát cuối cùng cũng có bức chân dung của hung thủ. Lúc này sở trưởng thông báo với mọi người có nhân chứng cuối cùng trong vụ án nữ sinh mất tích đến đây để giúp bọn họ điều tra. Mọi người rất bất ngờ khi thấy người đẩy cửa bước vào là Sang-woo. Sang-woo nhìn Che-hee và nói rằng đây không phải là vẻ ngoài thực sự của hung thủ. Hóa ra năm đó Sang-woo đã chịu trách nhiệm về vụ mất tích. Sở trưởng khi đó là cộng sự với anh ấy. Cả hai đã tìm thấy cuốn sổ đỏ bệnh tật ở chỗ người phụ nữ. Vì để bắt được kẻ sát nhân, Sang-woo đã ngày đêm rình rập người phụ nữ. Lúc kẻ sát nhân tấn công người phụ nữ, Sang-woo đã lao ra đấu với hắn ta. Kẻ sát nhân đã phản ứng nhanh chóng. Sau khi bị phát hiện, hắn ta đã nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng khi chạy đến ngã tư thì bất ngờ bị ô tô tông ngã xuống đất. Sang-woo muốn ra tay bắt giữ kẻ sát nhân. Không ngờ lúc đó anh bắt đầu biến hình lần thứ 28. Thân xác của anh dần dần tan biến.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong kén của một thiên thần mới nở. Bởi vì sự biến đổi này mà Sang-gút không thể bắt được kẻ sát nhân. Lúc sở trưởng chạy đến thì cả Sang-gút và kẻ sát nhân đều biến mất. 28 năm đã trôi qua, kẻ sát nhân đã biến mất nhiều năm nay lại xuất hiện. Bây giờ Sang-gút chính là nhân chứng. Tất cả thông tin vụ án thu thập được trong nhiều năm đều được bàn giao cho Che-hi, đồng thời cũng nghi ngờ về bức chân dung hiện tại của kẻ sát nhân. Đó không phải là diện mạo thật của hắn ta, thay vào đó hắn ta đã đeo một chiếc mặt nạ khác. Che-hi không thắc mắc về suy đoán của Sang-gút, nhưng anh rất bối rối. Sang-gút chỉ mới 29 tuổi, làm sao anh ấy có thể biết được vụ án từ 29 năm trước? Sang-gút nói dối cảnh sát đó là bố của anh. Kẻ sát nhân đã không được tìm thấy cho đến khi bố anh qua đời. Vì để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố mình, Sang-gút đã bắt đầu điều tra vụ án này từ rất lâu rồi. Những gì Sang-gút nói nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Che-hi rất nghi ngờ. Bởi vì phải ở lại đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra, Sang-gút không còn có thể ở bên cạnh bảo vệ Bae-jun nữa. Vì vậy Che-hi đã bí mật sắp xếp một cảnh sát bảo vệ cô ấy. Lúc Bae-jun tan làm, cô phát hiện có người theo dõi mình. Cô sợ hãi hét lớn lên và đánh anh cảnh sát. Mãi cho đến khi đối phương tiết lộ danh tính, cô mới bình tĩnh lại. Lúc Bae-jun đi vào nhà, cô lại bị sốc khi nhìn thấy kiểu trang điểm đáng sợ của bản thân. Bae-jun hỏi bạn thân, đàn ông có trang điểm không? Bạn thân nghĩ rằng bây giờ có rất nhiều đàn ông thích trang điểm, hoặc là người đó mang thân thể đàn ông, nhưng tâm hồn lại của phụ nữ nên mới thích trang điểm, cũng có thể kiếp trước là phụ nữ. Câu nói này khiến Bae-jun nhớ lại cảnh tượng ở kiếp trước, trong lúc cô ấy thôi miên ở đồn cảnh sát. Lúc đó cô được ai đó ôm vào lòng, cô nhìn thấy một đôi cánh ở sau lưng người đó, vậy nên cô nghĩ mình là một thiên thần bị mất đi đôi cánh. Bởi vì đôi cánh bị thương, nên người bạn thiên thần đó mới giúp đỡ cô khỏi rơi xuống vách đá. Sau khi được cứu, cô đã lang thang khắp trái đất và phải lòng một vị hoàng đế. Thế nhưng trong ngày cử hành hôn lễ lại vô cùng đẫm máu, sau cùng hôn lễ đó không thể diễn ra được. Có điều đây đều là suy đoán của cô dựa trên thôi miên. Dù sao thì hiện tại còn rất nhiều điều thú vị hơn. Bae-jun long trọng tuyên bố rằng Sang-gút đã trở thành bạn trai của mình. Bạn thân không hiểu, rõ ràng hôm qua Sang-gút đã kiên quyết từ chối Bae-jun. Đôi khi việc nắm tay hay ôm không thể kiểm soát được trong giây lát. Nếu thực sự muốn thiết lập mối quan hệ, anh ấy chắc chắn sẽ mời Bae-jun đi chơi sau. Bạn thân hỏi Bae-jun, hôm nay cô có nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ Sang-gút không? Bae-jun mở điện thoại ra xem, phát hiện hôm nay anh ấy vẫn chưa liên lạc với mình. Tâm trạng đang hưng phấn bỗng chốc tụt xuống đáy. Bae-jun không biết rằng lúc này Sang-gút đang lặng lẽ đứng ở dưới quan sát nhà cô. Đông Ban hỏi Sang-gút có phải đã yêu Bae-jun rồi không. Anh ấy nhắc nhở Sang-gút đừng quên rằng sẽ biến mất khỏi thế giới này, nếu không muốn Bae-jun phải lòng. Sang-gút chỉ cần một mũi tên thì đã có thể giải quyết. Sang-gút ngắm nhìn ngón tay của mình. Bae-jun do dự hết lần này đến lần khác, muốn gửi tin nhắn cho Sang-gút để xác nhận mối quan hệ, nhưng cuối cùng cô lại gửi tin nhắn với nội dung ngày mai phía cảnh sát hẹn gặp cô, Sang-gút có thể qua đón cô được không? Tiếc là ngày hôm sau nam cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ cô đã đến đón cô. Lúc này Sang-gút và Che-hi đang ở trại trẻ mồ côi để thu thập thông tin. Trong nháy mắt người phụ trách ở nơi đây đã nhận ra Sang-gút. Anh ấy đã đến đây để điều tra vụ án hơn 20 năm trước. Vì để không bị bại lộ danh tính của mình, Sang-gút vội tìm lý do để che đậy. Bae-jun thấy Sang-gút vẫn chưa liên lạc với mình, cuối cùng cô tức giận đến đồn cảnh sát để tìm Sang-gút. Che-hi cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ rất lạ. Lúc này có ai đó gửi cho anh một lá thư bí ẩn. Bae-jun hỏi Sang-gút tại sao không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của cô, cái ôm vào đêm hôm ấy có ý nghĩa gì? Lúc này Sang-gút nghĩ đến lời cảnh báo của Đông Ban, thế là anh đã giấu đi cảm xúc thật của mình, nói dối rằng hôm đó có chiếc xe máy phóng đến phía sau cô, nên anh mới ôm lấy cô. Lòng Bae-jun hoàn toàn chìm xuống đáy, gầm gừ rằng nếu vậy thì sao anh không đẩy cô ra. Đồng thời lúc này, Che-hi mở lá thư ra xem, bên trong có một số bức ảnh từ hơn 20 năm trước, có mặt Sang-gút ở trong đó và anh ấy trong bộ đồng phục cảnh sát. Che-hi cũng nhớ lại những gì người phụ trách ở trại trẻ mồ côi đã nói. Anh ấy ngay lập tức nghi ngờ thân phận của Sang-gút. Anh ấy bước ra ngoài hỏi Sang-gút. Trong cơn tức giận, Bae-jun cố ý làm cho Sang-gút ghen tị. Cô sử dụng Che-hi như một công cụ, bảo anh ấy đưa mình về nhà. Che-hi tạm thời gác lại sự nghi ngờ. Lúc anh đưa Bae-jun về nhà, nghĩ đến việc Sang-gút không rõ thân phận, anh nói với Bae-jun, cô có thể lợi dụng anh bất cứ lúc nào, nhưng hãy hứa với anh một chuyện, đó là đừng vội trao trái tim cho Sang-gút. Tối ngày hôm sau, Bae-jun chán nản uống rượu một mình. Che-hi đi ngang qua ngồi uống cùng với cô ấy. Bae-jun nhìn người định mệnh ở trước mặt, cô cũng không biết cảm giác của mình như thế nào. Đồng thời Sang-gút cũng đã nhìn thấy mọi hành động của hai người ở phía đối diện. Nhìn thấy Bae-jun cười tươi như thế, Sang-gút dự định sẽ kết nối mối hôn nhân cho hai người họ. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể lừa dối trái tim của mình. Che-hi cõng Bae-jun say rượu về nhà. Trong lúc bạn thân không chú ý, Bae-jun đã chạy đến nhà của Sang-gút. Lúc này sự tỉnh táo của cô đã hoàn toàn bị biến mất. Cô đứng bên đài phun nước và nói với Sang-gút, kiếp trước cô ấy là thiên thần, hai người đàn ông tranh giành cô ấy, anh nên thấy vinh dự chứ, đây là thiên thần dành tặng. Sang-gút không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, anh ngay lập tức hôn Bae-jun. Đơn chim biến thành chó đã nhìn thấy cảnh này, anh ấy không biết có nên vui mừng khi Sang-gút có tình yêu không, hay phải chịu một nỗi đau mới. Ngày hôm sau, một người đàn ông dẫn theo tiểu tam và người vợ đến đồn cảnh sát để hòa giải tranh chấp, vì để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Sang Wood đã đi lên sân thượng và bắn một mũi tên vào người đàn ông. Ngay khi anh ấy đang vui mừng vì hai vợ chồng kia đã quay về với nhau, Che-hi đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng anh. Đứng yên! Anh rốt cuộc là ai?